Trời mưa khiến quan văn chuẩn mắc sai lầm sơ đẳng. Phút bóng 3 trận quyết đấu giữa U22 Việt Nam và Malaysia trên sân tối mùng 8 tháng 5, đội bóng áo vàng được thực hiện một quả đá phạt bên phải theo hướng tấn công. Số 10 của Malaysia câu thẳng bóng về phía khung thành Việt Nam. Thủ môn Quan Văn Chuẩn chủ động bật lên bắt bóng, nhưng do trời mưa, quả bóng ướt khiến anh không thể xử lý thành công. Bóng bật ra và dù Văn Chuẩn đã nỗ lực đoạt lại, Alip vẫn lao tới rồi nhanh chân sút bóng vào lưới U22 Việt Nam gỡ 1-2. Bàn thắng gây tranh cãi vì dường như Alip đã có tình huống vào bóng không đúng luật với Văn Chuẩn nhưng trọng tài vẫn công nhận. Rất may là sau sai lầm sơ đẳng này, Văn Chuẩn không bị ảnh hưởng tâm lý và vẫn bắt tốt. U22 Malaysia gây sức ép trong hiệp 2 nhưng không thể đánh bại thủ môn U22 Việt Nam thêm lần nào. Trong 4 phút từ phút 79 đến 83, đội bóng áo vàng liên tiếp bị đuổi hai người do lỗi thô bạo, khép luôn cơ hội lật ngược thế cờ trước các học trò huấn luyện viên sơ. Với 3 điểm, U22 Malaysia chính thức bị loại, còn U22 Việt Nam và Thái Lan cùng nhau vào bán kết SEA Games 32.